Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tham vọng. Tham vọng trong cuộc sống là gì? Mọi người đều có một tham vọng trong cuộc sống của mình để làm một cái gì đó theo cách tốt hơn và khác nhau. Tham vọng có nghĩa là một mong muốn mạnh mẽ để làm hoặc đạt được một cái gì đó trong cuộc sống. Tham vọng cho chúng ta mục đích, đối tượng, mục tiêu và mục tiêu của cuộc sống. Nó cho ta cảm giác về phương hướng và động lực hướng tới mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống. Tham vọng có ý nghĩa là gì? Mong muốn đạt được một cái gì đó hoặc để thành công đi kèm với động lực, quyết tâm và một động lực bên trong. Tham vọng mô tả những đạt được thành công dựa trên mong muốn bên trong của họ để làm như vậy và niềm tin vào bản thân họ. Tham vọng tự nó có thể không phải là một chìa khóa để thành công. Một ví dụ về tham vọng là gì? Tham vọng là cá nhân làm được mục tiêu, thúc đẩy, muốn đạt được điều gì đó để đạt được. Để đạt được sự giàu có, tình yêu, giáo dục, danh tiếng, cấp bậc, cấp độ, vân vân. Một số ví dụ về tham vọng là cảm giác học giỏi ở trường, thực sự muốn đi trước, mục tiêu tiêu chuẩn, mục tiêu của bạn, mong muốn cực cao và đáp ứng chúng. Tham vọng là một điều tốt phải không? Rõ ràng một số lượng tham vọng là tốt cho động lực của bạn. Nếu không có bất kỳ tham vọng nào, bạn sẽ không bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, đặt ra hoặc đạt được các mục tiêu và tiến xa trong cuộc sống. Nhưng quá nhiều tham vọng cũng có thể nguy hiểm, khiến bạn có nguy cơ bị kiệt sức, bướng bỉnh và thậm chí là một cuộc sống ngắn hơn. Tham vọng trong tương lai là gì? Mong muốn đạt được một cái gì đó hoặc để thành công, đi kèm vào động lực, quyết tâm và động lực bên trong. Tham vọng mô tả những người đạt được thành công dựa trên mong muốn bên trong của họ để làm như vậy và niềm tin vào bản thân họ. Tham vọng tự nó có thể không phải là một chìa khóa để thành công. Làm thế nào tôi có thể tham vọng trong cuộc sống? Đây là cách để nhiều tham vọng trong cuộc sống và đạt được nhiều hơn. Thứ nhất, đừng sợ mạo hiểm. Thứ hai, luyện tập trí tưởng tượng của bạn. Thứ ba, hãy sẵn sàng đầu tư thời gian và mục tiêu của bạn. Thứ bốn, tiếp xúc những phương pháp tư duy mới. Thứ năm, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thúc đẩy những suy nghĩ tích cực. Thứ sáu, tập trung vào việc đạt được kiến thức, không thành công và công nhận. Tại sao chúng ta cần phải có tham vọng trong cuộc sống? Tham vọng thúc đẩy họ tiến lên và hoàn thành mục tiêu của họ, được nhắm mục tiêu tốt và được hỗ trợ bởi các giá trị. Tham vọng phản ánh lòng tự trọng lành mạnh và sức mạnh chiều tượng và hình dung cao hơn về tương lai. Những người tham vọng có một tia sáng trong mắt họ khi họ tiếp cận mục tiêu của họ. Tham vọng có quan trọng hay không? Tham vọng là công cụ quan trọng nhất để đạt được thành công, vượt qua cả tài năng và tài nguyên cho đến nay. Một thái độ đầy tham vọng có thể khiến bất cứ ai chiến thắng và hài lòng, bất kể những gì được đặt trước mặt họ, nhiều hơn những người có tài năng và thực sự thành công. Tại sao tham vọng là một điều xấu? Tìm sự cân bằng rõ ràng, một số lượng tham vọng là tốt cho động lực của bạn. Nếu không có bất kỳ tham vọng nào, bạn sẽ không bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, đặt ra hoặc đạt được các mục tiêu và tiến rất xa trong cuộc sống. Nhưng quá nhiều tham vọng cũng có thể nguy hiểm, khiến bạn có nguy cơ kiệt sức, bướng bỉnh và thậm chí có một cuộc sống ngắn hơn. Tham vọng là di truyền phải không? Nhu cầu đạt được bao gồm tham vọng và thiên hướng làm việc chăm chỉ cho các mục tiêu cũng bị ảnh hưởng về mặt di truyền. Nhưng hơn một nửa đặc điểm này dường như được quyết định bởi kinh nghiệm sống. Mức độ ảnh hưởng di truyền thấp hơn tương tự để được tìm thấy cho sự bộc đồng và ngược lại. Tham vọng ích kỷ có nghĩa là gì? Dành cho hoặc chỉ quan tâm đến bản thân mình, quan tâm chủ yếu đến lợi ích phúc lợi của chính mình, vân vân.
bất kể những người khác, đặc trưng bởi hoặc biểu hiện quan tâm hoặc chỉ quan tâm đến bản thân. Tham vọng tin kính là gì? Godly ambition là tiểu sử thuật đầu tiên của Tosh, dựa trên việc kiểm tra toàn diện các giấy tờ cá nhân của anh ta. Đó là một tài khoản quan trọng nhưng đầy thiện cảm của một người đàn ông tài năng và quyết đoán, người đã làm tất cả những gì có thể để tiếp tục vương quốc của Thiên Chúa và trở thành một ngôi sao sáng của Kitô giáo trong quá trình. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.